quen đâu. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách massage body. Đầu tiên là chúng ta sẽ massage đầu cho khách nhé. Để cho khách nằm, tóc của khách thì chúng ta sẽ bỏ dây buộc hoặc là cắt tóc ra. Đầu tiên là chúng ta sẽ luồn ngón tay vào trong da đầu của khách này. Luồn ngón tay vào trong da đầu khách, xòe 5 đầu ngón tay ra, luồn vào bên trong. Chúng ta sẽ massage, xoay hình vòng tròn. Chị làm này vừa chưa? Mạnh hơn để bảo chị nhé. Khi mà chúng ta luồn vào trong chân tóc như thế này thì khi chúng ta xoay vòng tròn ấy thì sẽ không bị làm cho cái tóc của khách bị rối. Thứ hai là không bị miết vào cái chân tóc làm cho chân tóc của khách nó bị rụng nhé. Chúng ta sẽ xoa này, xoa hai bên này. Xong chúng ta xoa ở bên đằng trước này. Chúng ta sẽ xoay ngược tay lại để xoa ở bên dưới nhé. Sẽ xoa vòng tròn quanh cái đầu của khách. Sau khi xoay xong, chúng ta sẽ nghiêng đầu khách đi một cách nhẹ nhàng này. Vuốt hết tóc lên này, luồn tay vào bên trong. Chúng ta sẽ xoa từ dưới gáy xoa lên. Chúng ta sẽ xoa từ dưới gáy này, xoa từ dưới gáy này để đi lên trên này nhá. Thì mình sẽ làm bên trong tóc của khách. Một tay còn lại thì chúng ta sẽ giữ đầu của khách để cho đầu khách không bị quay ngang quay ngửa nhé. Sau khi quay xong chúng ta lại xoay sang bên này. Hôm nay mình làm chị không mở nhạc nhé Cún nhé. Chị quay video nên bên này chị không mở nhạc ấy. Sau khi xoa xong đầu cho khách thì chúng ta bắt đầu dùng cái thả lỏng cái bàn tay ra và dùng cái phần đầu của ngón tay này. Chúng ta sẽ vỗ này. Hôm nay tuyển được mẫu xinh lắm. Cái lực tay. Lực tay thì khi mà chúng ta làm cho khách chúng ta sẽ phải hỏi là chị ơi em làm như thế này vừa chưa. Nếu mà khách muốn làm mạnh thì chúng ta sẽ làm mạnh cái tay, dồn lực vào 5 đầu ngón tay để chúng ta xoa. Còn nếu khách làm nhẹ thì chúng ta giảm bớt cái lực đi. Lực của tay là chúng ta sẽ điều chỉnh theo yêu cầu của khách. Sau đó chúng ta sẽ chọc này, dùng ngón tay chọc.
chúng ta cũng sẽ chọp nhé, chọp từ đây xuống đây, đi dần xuống. Đằng sau chúng ta sẽ đi từ gáy đi lên đến đỉnh đầu. Sau đó chúng ta lại đỡ đầu khách, quay sang, quay một cách nhẹ nhàng thôi nha. Chúng ta lại dùng thả lỏng cái phần đầu ngón tay chúng ta vỗ này. Sau đó chúng ta lại khu ngón tay và chúng ta vỗ như thế tiếp. Chụp tay lại này. Sẽ dùng năm đầu ngón tay xoa tiếp này. Khi xoa lần này chúng ta sẽ dùng cái ngón tay trỏ của chúng ta ấy, dồn lực một tí ra cái thái dương của khách để xoay. Năm đầu ngón tay. Ta sẽ xoay vòng tròn quanh thái dương. Đi dần vào. Vẫn dùng lực ở đầu ngón tay trỏ nhá. Chúng ta sẽ đi xoay vòng tròn dần vào trong. Đi ra đến giữa đỉnh đầu. Xoa ở giữa đỉnh đầu. Lần này khác lần trước, chúng ta sẽ dùng lực của năm đầu ngón tay mạnh một tí. Ấn thái dương này. Sau đó chúng ta sẽ dùng lực của hai ngón tay cái nha. Chúng ta ấn ở giữa này. Chúng ta sẽ ấn huyệt từ trên chỗ mái của khách xuống đến giữa đỉnh đầu. Ấn sâu và nhả ra từ từ nhé các bạn nhé. Sau khi chúng ta đã đi một hàng ở giữa đầu này, chúng ta sẽ đi song song hai bên. Chúng ta ấn thật sâu xuống đến tận ở bên dưới cái phần đầu mà tiếp xúc với cái giường gội ấy, à giường nằm massage ấy. Khi mà đau đầu được ấn huyệt như này rất là dễ chịu. Sau khi đã ấn song song rồi, chúng ta sẽ ấn từ ngoài vào trong, vẫn hai cái đường huyệt đấy. Sau khi ấn huyệt xong, chúng ta sẽ lại xoay lại đầu để xá huyệt. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng cái thịt ở cái lòng bàn tay này này. Chúng ta sẽ xoa đầu cho khách này. Xoa thì các bạn dồn lực vào cái phần nửa của cái lòng bàn tay này nhá. Xoa đầu. Xoa tròn, xoa theo hình vòng tròn, gảy ra. Gảy ra. Sau đó chúng ta sẽ xoay ngược trở lại. Sau khi làm thế, chúng ta sẽ dùng toàn bộ cái lực lòng bàn tay, chúng ta sẽ vỗ vào hai bên này này.
chúng ta sẽ vỗ hai bên như thế này, và sau đó chúng ta sẽ đặt một bàn tay lên, bàn tay chúng ta sẽ gõ từ đỉnh đầu gõ xuống, à từ trên trán gõ xuống tận đỉnh đầu. Chúng ta xoay lại. Chúng ta vỗ lại nhé. Sau đó chúng ta sẽ dùng bàn tay, chúng ta sẽ ôm đi một đường từ trên chỗ chân tóc của khách đi xuống dưới nhé. Sẽ đạp với nhau. Sau đó chúng ta sẽ vuốt này. Để cái động tác vuốt này là để chúng ta sẽ lấy toàn bộ cái phần tóc ở đằng trước, cái trên chỗ đỉnh của trán của trận đầu này này, chúng ta vuốt vào để lấy chỗ tóc nhá. Không được lấy tóc ở hai bên mai này, chúng ta chỉ lấy ở chỗ phần trên đỉnh đầu này thôi. Kéo căng ra, luồn ngón tay vào kéo căng ra. Chúng ta chỉ cầm cách tóc một đoạn ngắn thôi nhá, đừng để dài quá như thế này. Kéo căng ra đầu của khách ra, sau đó chúng ta sẽ kéo dài ra này, dùng ngón tay này chúng ta sẽ chặt vào cái đoạn tóc, thả lỏng nha. Chúng ta sẽ cầm dài ra và để cho tóc nó trũng xuống một tí, chúng ta chặt 1 2 3, chúng ta lại bóp lại đầu. Sau mỗi động tác chúng ta sẽ xoa lại đầu cho khách. Sau đó chúng ta sẽ chia ra này để lấy một lọn tóc nho nhỏ. Lấy một lọn tóc nho nhỏ, chúng ta sẽ xoáy một vòng. Chúng ta sẽ tạo cái điểm nối ở trên tóc của khách thì chúng ta giật là tiếng kêu thôi nhé. Khi nhổ này thì chúng ta chỉ nhổ chỗ đỉnh đầu của khách thôi, không được nhổ sang hai bên. Sẽ rất là đau. Chúng ta lại xoa lại, sau khi nhổ xong lại xoa lại. Sau đây chúng ta sẽ lại dùng lại cái động tác dùng lực dồn vào cái đầu ngón tay và thả lỏng ngón tay ra nhé. Ta sẽ vỗ song song trên đầu của khách như này. Chéo tay đi để vỗ. Sau đó chúng ta vỗ song song trên đỉnh đầu của khách. Chúng ta sẽ khum tay lại thành nằm đấm nha. Dù vỗ bằng cái phần thịt của cái bàn tay của chúng ta nhé, khách sẽ không bị đau và êm. Trên đây là mình đã hướng dẫn các bạn cách massage đầu cho khách lúc làm body nhé.
chúng ta sẽ massage tay. Chúng ta sẽ cho tinh dầu ra tay này, làm nóng tay lên này. Chúng ta sẽ đặt tay của chúng ta vào cái mu bàn tay thì chúng ta bắt đầu đuổi tay đi lên dần lên trên này. Đây là động tác vuốt tinh dầu. Chúng ta đẩn lên đến tận chỗ đầu vai này. Sau khi đuổi lên đây, chúng ta sẽ ôm vai nha, ôm tay khách nha, vuốt xuống này, kéo căng tay khách ra nha, vuốt đến tận đầu ngón tay luôn. Chúng ta sẽ làm lại mỗi động tác chúng ta làm 3-4 lần. Ôm toàn bộ tay của chúng ta vào da của khách nhé, kéo căng tay khách ra và đi xuống đến tận đầu ngón tay. Sau khi chúng ta đã vuốt xong, chúng ta sẽ một tay này, vẫn làm động tác đuổi tay lên nhé, vẫn làm động tác đuổi tay lên này. Đến trên vai này, chúng ta kéo xuống đến đây, chúng ta sẽ nhấc tay khách lên này, đặt lên trên người này. Một tay chúng ta sẽ đỡ để nhấc vai khách lên, một tay chúng ta sẽ luồn xuống bên dưới. Chúng ta sẽ massage cái phần xương ở chỗ cái vai khách này nhé. Ta sẽ đi tay xuống, kéo căng ra. Chúng ta sẽ đứng ngược trở lại và đuổi lại tay xuống bên dưới. Cũng đuổi từ trên đầu vai này xuống đến tận dưới mu bàn tay, ngón tay của khách nhá. Khi làm xong động tác, chúng ta sẽ ngửa tay khách lên, ngửa lòng bàn tay khách lên. Chúng ta sẽ dùng đầu ngón tay cái này, hai đầu ngón tay. Chúng ta sẽ vuốt dọc ở các cái khe ngón tay của khách nhé. Chúng ta vuốt ở các cái khe ngón tay này, từ dưới chỗ cái bàn tay này vuốt lên tận bên trên cái khe các ngón tay. Sau đấy chúng ta sẽ luồn ngón tay của chúng ta đan vào lòng bàn tay của khách, dùng ngón tay cái xoay vòng tròn quanh lòng bàn tay của khách, dồn lực vào đầu ngón tay cái. Khi chúng ta xoay vòng tròn như này, bàn tay khách mà mỏi thì rất là dễ chịu này. Chúng ta sẽ dò huyệt, động tác này để chúng ta dò huyệt giữa lòng bàn tay nhé. Ta sẽ ấn huyệt giữa lòng bàn tay này. Ấn sâu xuống, nhả ra từ từ. Ấn sâu xuống, nhả ra từ từ. Ta sẽ xóa huyệt xoay lại. Chúng ta sẽ vuốt lại nhá, vuốt lại các cái khe ngón tay. Nhưng lần này chúng ta sẽ vuốt một mạch từ đầu, từ dưới cái cổ tay này, bàn lòng bàn tay này lên tận đầu ngón tay nhé. Chúng ta sẽ vuốt hai tay song song, kéo căng và dồn máu từ dưới lòng bàn tay lên trên đầu ngón tay của khách. Thả ra từ từ.
Sau đó chúng ta sẽ úp bàn tay khách xuống. Chúng ta sẽ dùng bằng cái phần thịt, cái ngón tay này, bàn tay này của chúng ta này, massage cái phần mu bàn tay của khách. Kéo căng cái mu bàn tay của khách ra. Sau đó lại dùng ngón tay cái đi các cái khe của ngón tay của khách. Chúng ta sẽ miết vào, miết ra. Đây này, đi đúng cái đường khe ra của ngón tay này. Tay bạn này rất là trắng, da bạn này rất là trắng. Sau đó chúng ta sẽ xoa, xoay ngón tay, chúng ta sẽ xoa massage cái ngón tay của khách. Dồn lực vào, kẹp hai, lấy hai ngón tay cái và ngón tay trỏ, ngón tay giữa kẹp tay khách lên. Ra đến tầm một cái đốt, còn lại cái đốt cuối cùng ngón tay của khách chúng ta sẽ bật một cái lên thì nó sẽ tạo nên tiếng kêu. Chúng ta sẽ massage từ ngón tay này, kẹp vào này, vuốt lên này. Sau đó chúng ta sẽ luồn bàn tay chúng ta vào bàn tay khác. Một tay còn lại chúng ta sẽ giữ ở cổ tay, giữ đúng cổ tay này nhá. Xoay vòng tròn, kéo căng cái bàn tay khác ra, chúng ta xoay vòng tròn. Xoay ngược trở lại. Chúng ta sẽ kéo tay căng về phía trước, ngửa tay ra đằng sau. Chúng ta vẫn phải một tay đỡ cái cổ tay khách nhé. Sau đó dùng cái bàn tay của chúng ta vỗ vào bàn tay, lòng bàn tay khách. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sau đó dùng bàn tay này chúng ta vỗ này. Rồi. Chúng ta sẽ dùng bàn tay này chúng ta massage cánh tay của khách. Sau đó chúng ta đỡ bàn tay của chúng ta ở dưới cái cánh tay của khách này. Xoay vòng tròn, xoay ngược trở lại. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái bàn tay này, chúng ta kéo căng tay khách ra này. Đấy, kéo căng ra này. Chúng ta cầm đây nhá. 1, 2, 3 này. 1, 2, 3 này. 1, 2, 3 này. Kéo căng ra này. Chúng ta đưa tay khách lên bên trên. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dùng bàn tay massage cái cánh tay của khách. Kéo căng tay khách ra nhé. 1, 2, 3. Đặt xuống dưới. Chúng ta sẽ vỗ này. Chúng ta sẽ vỗ thả lỏng ngón tay ra và chúng ta tạo cái tiếng kêu của cái tay chúng ta đi nhé. Sau đó chúng ta vỗ, đặt hai tay chúng ta vào nhau, thả lỏng bàn tay ra. Chúng ta khum bàn tay vào và tạo cái khum ở cái giữa này. Chúng ta sẽ vỗ vào da của khách. Sau đó chúng ta sẽ nhóc tay khách như này. Chúng ta sẽ massage này.
Cuối cùng chúng ta sẽ kéo căng và vuốt tay của khách này. Vuốt đến tận ngón tay nhé. Kết thúc động tác, chúng ta sẽ nhấc tắt tay khách lên, vuốt từ dưới vai vuốt lên trên bàn tay. Chúng ta sẽ nhấc này, 1 2 3 này, 1 2 3 này, 1 2 3 này. Đặt tay khách xuống, chúng ta sẽ dùng lòng bàn tay của chúng ta ấn ở cái chỗ đầu vai này và cái chỗ đầu, cái chỗ bàn tay này. Các bạn tuyệt đối không được ấn vào xương đây nhá, mà chúng ta sẽ ấn vào cái phần thịt này này. Sau mình đã dạy các bạn, hướng dẫn các bạn cách massage tay xong rồi nhá, mình sẽ sang bên kia để làm tay bên kia. Chúng ta cũng đổ tinh dầu ra tay, xoa ấm bàn tay lên. Khi chúng ta nhấc tay khách lên này, chúng ta sẽ massage đằng sau với chỗ xương vai của khách này. Chúng ta nhớ vuốt từ dưới cái chỗ lòng bàn tay này, vuốt lên hết cái khe ngón tay nhé. Cứ tê tê vẫn massage lòng bàn tay thích.
chúng ta nhớ phải dồn, vuốt thật mạnh và dồn liên tục cái máu từ cái lòng bàn tay của khách lên, lên đến tận đầu ngón tay. Ấn và chúng ta sẽ giữ mấy giây, khoảng 30-40 giây chúng ta hãng nhả ra. Em chào chị Hà. Nếu mà làm mặt nữa thì làm cái gì trước? Nếu chị làm body xong thì làm mặt sau. Cho cái ấy nó body xong thì Hiền quay ra làm mặt cho chị ấy, nếu mà chị làm mặt đấy. Ra mặt chị khó à?
Kết thúc bài massage tay. Sau đây là kết thúc. Chuyển sang massage chân, chúng ta cho tinh dầu ra tay và đánh ấm tay lên nhé. Chúng ta bắt đầu vuốt tinh dầu này. Chúng ta sẽ đặt hai tay, một tay bên này, tay bên này. Đặt chéo tay nhau, vuốt từ dưới chân khách lên. Ôm ra đến tận đầu ngón chân nhé. Làm lại này, đây là động tác vuốt tinh dầu này. Mình vẫn nhắc lại với các bạn là chúng ta phải tiếp xúc tay, da tay của chúng ta 100% trên da của khách nhé. Sau khi chúng ta vuốt lên này, vuốt xuống 3 lần này, bắt đầu là chúng ta sẽ dùng lòng bàn tay của chúng ta tra sát và ma sát trên da chân của khách, bàn chân của khách nhá. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái bàn tay của chúng ta vỗ vào cái mu bàn chân của khách. Làm như thế chỉ tạo tiếng kêu mà khách không đau lắm. Chúng ta sẽ đi lên từ trên xuống. Bước từ trên chân khách xuống ra đến đầu ngón chân. Ấn này. Chúng ta sẽ đặt một tay ở trên đầu ngón chân của khách và một tay chúng ta sẽ giữ ở cái chỗ khớp của cái bàn chân và chân của khách nhé. Ấn nhé. 1, 2, 3. Dồn lực vào đây. Chúng ta sẽ ấn xuống. 1, 2, 3. Thả ra, làm lại, vuốt xuống, 1, 2, 3. Sau đó chúng ta sẽ thả ra, ta sẽ ấn huyệt nhé. Ấn huyệt từ trên cái chỗ chân của khách và sát với cái xương hông này của khách này, có một cái điểm hõm ở trên cái chỗ xương, chỗ cái chân này. Chúng ta sẽ ấn vào, ấn sâu vào và nhả ra từ từ. Ở dọc cái phần xương này của khách này, chúng ta sẽ chân này của khách, chúng ta sẽ có một cái đường để ấn huyệt ở đây nhé. Chúng ta dùng tay để dò đường huyệt này. Sau đó chúng ta sẽ xóa huyệt. Chúng ta sẽ dùng ngón tay cái để xoay quanh cái mắt cá chân của khách. Một tay còn lại chúng ta sẽ giữ chân của khách. Một tay chúng ta dùng ngón tay cái xoay vòng tròn.
chúng ta sẽ đi thẳng cái mắt cá chân của khách, có một cái đường chúng ta sẽ đi thẳng lên này, đi lên tận bên trên luôn. Hiển vị mũi đốt à? Da trắng cho nên là mũi đốt phát là thấy luôn. Sau đó chúng ta lại đổi ngược trở lại nhá. Chúng ta sẽ vuốt từ dưới cái gót chân này lên trên đầu các cái khe của ngón chân. Giống trên vuốt ở trên ngón tay ấy, thì chúng ta vuốt ở trên các cái khe ngón chân. Chúng ta xoay lại chân khách, một tay chúng ta này hơi nghiêng chân khách đi, tay còn lại chúng ta sẽ xoa mắt cá chân của khách này. Phải dồn lực vào đầu ngón tay cái nhé. Đây này các bạn nhìn thấy đây này, ở chân sẽ có một cái đường dây thần kinh này. Chúng ta sẽ vuốt nó lên này. Sau đó chúng ta vuốt từ cái mắt cá chân này, vuốt lên các cái rãnh ở cái ngón chân. Chúng ta sẽ dùng phần thịt của cái bàn tay của chúng ta nha. Massage cái chỗ cổ chân của khách. Chúng ta sẽ vỗ vào đây 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Sau đó chúng ta sẽ dùng hai ngón tay cái. Một ngón chúng ta sẽ đặt ở giữa cái cổ chân này của khách. Ở đây có một cái huyệt này, nó hõm sờ phát là sẽ thấy nó hõm xuống này. Đầu ngón tay cái, à nhầm, đầu ngón chân cái của khách và ngón chân thứ hai này. Chúng ta ấn nha. Ấn lên này. Thì cái ngón tay cái ở cái chỗ cổ chân này của khách chúng ta sẽ ấn huyệt xuống. Và trên ngón chân cái chúng ta sẽ nhả huyệt ra. Khi kéo xuống chúng ta sẽ ấn huyệt ngón chân ở đầu, nhả cái huyệt ở cổ chân ra. Xoa huyệt. Xoa huyệt chúng ta sẽ lại vuốt này. Vuốt các cái khe ngón chân. Lần này chúng ta sẽ vuốt bằng hai ngón tay cái luôn. Ta sẽ massage đầu ngón chân. Dệt lên cho nó kêu. Đó chúng ta sẽ cầm bàn chân của khách nha. Cầm bàn chân, một tay đỡ ở dưới, ẩn căng lên, kéo xuống, ẩn căng lên, dồn lực ở chỗ cái bàn lòng bàn tay của chúng ta. Ẩn chân khách lên, kéo chân khách xuống,
ẩn căng lên, kéo xuống. Sau đó chúng ta sẽ đan bàn tay của chúng ta vào nhau, đan như này, ôm vào chân khách. Dùng ngón tay cái chúng ta sẽ vuốt một đường từ ở dưới lòng bàn chân của khách nha. Bây giờ chúng ta ôm ngược trở lại. Đỡ này, xoay vòng tròn chân, cổ chân khách này. Sau đó chúng ta sẽ đứng sang bên cạnh chân của khách. Đấy, đẩn chân khách vào. 1, 2, 3, ấn xuống nha. 1, 2, 3. Lại cầm, một tay chúng ta sẽ giữ ở cổ chân khách, một tay sẽ cầm vào lòng bàn chân khách. Kéo căng ra. 1, 2, 3. Kéo căng cái bàn chân khách ra. 1, 2, 3. Đấy là chúng ta massage xong cái bàn chân của khách. Bây giờ bắt đầu massage lên phần trên ạ. Khi mà chúng ta đặt chân khách lên này nhá, chúng ta lấy một tí cái ga giải giường ấy, chúng ta vắt chéo chân lên, vắt chéo lên chân của khách một tí. Chúng ta ngồi vào, chạm nhẹ cái chân của chúng ta vào cái bàn chân của khách thôi. Ta bắt đầu vuốt này. Ôm, chúng ta sẽ đan tay vào nhau như này, ôm ở trên chân khách. Vuốt từ trên chân, vuốt xuống đến bên dưới bàn chân. Vuốt ngược lên. Vuốt xuống. Vuốt. Vuốt 3 lần, vuốt lên vuốt xuống như thế này. Vuốt lên vuốt xuống này 3 lần xong. Chúng ta bắt đầu vuốt lên đến đây, chúng ta thả tay ra. Bắt đầu ôm ở dưới cái bọng chân của khách này. Một tay chúng ta sẽ giữ ở bên chân khách và một tay chúng ta sẽ luồn xuống bọng chân. Chúng ta sẽ massage cái bắp chân của khách. Ta sẽ đổi lại tay, đổi tay massage cả hai bên. Chúng ta sẽ kéo căng cái bắp chân khách ra nhé. Ai mà đi lại nhiều bỏ cái bắp chân, massage bắp chân này rất là thích. Sau đó chúng ta lại ôm tay này. Bây giờ nhé, chúng ta sẽ dùng thịt của cái cánh tay của chúng ta này, ta sẽ lắc xa cái đùi của khách. Vuốt xuống lên chân, vuốt lên, thả ra. Chúng ta bắt đầu dùng ngón tay của chúng ta để miết cái đường ở cái giữa bắp chân này. Chúng ta sẽ ấn huyệt nha. Chúng ta sẽ chia làm 3. 1, 2, 3. Ở dưới này. Thế thằng Cường đâu? Đi học. Chúng ta chia làm 3 ra nha.
1 ở đúng cái rãnh bắp chân này. Ta chèm 3 đường huyệt ra. 1 2 3. Ta sẽ ấn vào. Trên đùi này chúng ta cũng thế, trên là 3 đường huyệt. Ta xóa huyệt. Ta lại ôm lại cái chân. Vuốt lại, massage lại cái bắp. Chúng ta bắt đầu vỗ này. Dùng hai tay chúng ta đấm song song nhau nhé. Sau đó chúng ta sẽ xòe tay ra, thả lỏng tay và vỗ bằng cái đầu ngón tay này của chúng ta. Sau đó chúng ta này dùng một tay để đỡ này, một tay chúng ta sẽ trong nhóc nhóc cái chân này. Đây khi các bạn nhìn này, tay của mình không phải nhóc này để hở này, mà chúng ta sẽ ôm toàn bộ như này, chúng ta nhóc ra. Bắp chân cũng thế, chúng ta làm vậy. Sau đấy chúng ta sẽ đứng xuống, kéo ga giường ra. Chúng ta sẽ một tay cầm ở chân, cái cổ chân của khách. Một tay chúng ta sẽ đỡ ở trên cái đầu gối này, chúng ta sẽ ấn thật sâu nhá. Trên đầu gối này ai mà lực yếu ấy, chúng ta muốn mạnh hơn ấy, chúng ta dùng cái cánh tay của chúng ta ấn vào. Một tay cầm ở cái chỗ bằng bàn chân này của khách này. 1, 2, 3. Cầm ra. 1, 2, 3. Chúng ta sẽ giật xuống dưới. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ta sẽ giật này, sau đó chúng ta sẽ quay nhá. Quay chân khác này, một tay cầm dưới cổ chân này, một tay đỡ ở cái sau cái chỗ dưới cái chân của chúng ta này, chúng ta quay này, nghiêng chân khách ra nhá. Quay một vòng tròn hết cỡ. Sau đó chúng ta quay ngược trở lại. Xoay xong chúng ta sẽ đấm này. Đến đây thì chúng ta sẽ ở hai cái ở chỗ đầu gối khách có cái hai điểm hõm này, hai cái điểm lõm này, chúng ta sẽ massage ấn vào đây.
sau đó chúng ta nhấc lên làm một lần nữa, giật cái 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, sau đó chúng ta đỡ này, một tay chúng ta sẽ đỡ dưới cổ chân khách, một tay chúng ta sẽ cầm vào chân khách, lặng 1 2 3, 1 2 3, sau đó chúng ta kéo căng chân khách ra. Đấy là kết thúc cái bài hướng dẫn massage chân. Bây giờ mình sẽ làm chân bên kia nhé. Mình cũng đổ tinh dầu ra, xoa ẩm tay lên. Chúng ta cũng đặt tay này, một tay đặt sang này, một tay đặt sang bên này. Vuốt tinh dầu này. Nhớ động tác massage của chúng ta lúc nào tay ôm hoàn toàn, tiếp xúc hoàn toàn với da của khách. Em chào chị Hải. Đi làm rồi ạ? Vâng. Không có đầu à? Em có đi có đầu. Phải hẹn 1 giờ đấy không? Không. Thế chắc không phải. Ừ. Chờ tí nhá. Cái Loan bảo lên chờ. À Loan rồi. Bảo không biết là ai làm, Loan bảo chị cứ lên chờ. Ừ. Chị quay đó, nốt cái đoạn này đang này. Quay video hướng dẫn. Sau đó là chúng ta sẽ dùng hai ngón tay trỏ miết dọc cái bụng của chân sau lên. Chúng ta vuốt từ cái vuốt bắt đầu từ đây nhé. Chị Hạnh thay máy đi chị Hạnh ơi. Sau đó chúng ta ấn huyệt này. Chúng ta huyệt đầu tiên là chúng ta sẽ đúng ở dưới cái gót chân và cái chân của khách này. Dưới này có cái huyệt chúng ta ấn đi. Hạnh ơi, lấy váy ở trong kia hộ chị với. Đây ạ? Không, lòng này này. Sau khi ấn huyệt xong chúng ta sẽ xóa huyệt. Chúng ta sẽ vuốt từ trên này vuốt xuống, vuốt đuổi tay nhau. Vuốt xuống đến dưới gót chân. Không sao rồi. Tạm. Tí nữa đặt chăn. Tí nữa lên đấy các bạn ấy hành xử. Chúng ta nhá, khum tay lại và dùng cái phần thịt ở cái bàn tay của chúng ta này. Miết ở cái bàn chân của khách này. Chúng ta vỗ nha. Chúng ta vỗ đúng cái phần bụng của cái bàn chân này này. Hạnh ơi, chị lém nhá. Chị lém nhá. Chúng ta ôm này, hai bàn tay của chúng ta nắm vào nhau này, ôm cái bụng chân của khách. Kéo căng cái bàn chân khách ra nhé. Cái gót chân.
tay đi lên. Ta sẽ dùng cái bàn tay khác của chúng ta nhé, ấn vào đây này, 1 2 3 này, 1 2 3 này, 1 2 3 này, đuổi tay nhau lên này, ấn này, 1 2 3 này, chúng ta dùng cái tay của chúng ta cung vào như này nhá, ấn này, 1 2 3 này, 1 2 3 này, ôm tay xuống gót chân này. Sau đấy chúng ta sẽ bấm huyệt ở lòng bàn chân nhá, khung cái ngón tay lại, dùng cái cùi chỏ của ngón tay này này ấn huyệt này. Ai mà mỏi chân đi lại nhiều và đau bàn chân ấn huyệt này rất là thích. Ấn huyệt đầu ngón chân này. Sau khi ấn huyệt xong, người ta một tay giữ chân, một tay vỗ. Sau đó chúng ta gập chân khách lại. Một tay giữ gót chân, một tay giữ ở cái bàn chân. Xoay, xoay cổ chân của khách. Xoay ngược trở lại. Một tay chúng ta đỡ đặt ở cái giữa cái khuỷu chân này. Một tay gập lại. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ấn. Ta đặt này nha. Một, chúng ta sẽ giữ một tay này, còn tay bên này bỏ ra này. Vuốt này. Đuổi tay nhau này, vuốt lên này. Một, hai, ba. Sau đó chúng ta thả lên. Cầm vào đầu ngón chân nha. Lắc này. Lắc này. Lắc chân khách này, để cho chân khách thả lỏng ra du này. Lắc này, rất là thích. Sau đấy chúng ta sẽ kéo căng cái chân khách ra nhá. Như mình sẽ đặt tay mình lên như này. Đặt tay mình lên lòng bàn chân của khách. Một tay đỡ vào đây, ấn nhẹ xuống. Cái tay này mình ấn nhẹ xuống như này là được. Ấn nhẹ xuống để kéo căng cái bàn chân khách, cái chân khách ra. Dùng cái cùi chỏ ngón tay ấn vào huyệt, ấn huyệt, đấm 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, xoay lại bàn chân của khách, lắc lại, thả chân khách xuống. Nhớ là phải đỡ chân khách chứ đừng có thả bụp phát chân khách rơi này. Khách đang ngủ, khách sẽ bị tỉnh dậy nha. Vỗ này, đấm này. Massage một tay chúng ta đi lên này, một tay chúng ta ôm xuống này. Đầu tiên là chúng ta sẽ ôm một nửa chân một.
Sau đó chúng ta sẽ ôm cả chân. Nhóp này. Các bạn nhớ cái động tác nhóp này, nhiều người cứ nhóp chọc 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 tí này thôi. Tí này thôi, không phải, chúng ta phải nhóp hẳn xuống cái chân của khách như này. Sau đó chúng ta sẽ nắn bóp, xoa bóp chân cho khách. Sau đó vuốt căng cái chân khách ra. Chúng ta sẽ lên lưng của khách, cũng làm ấm tay lên và đổ tinh dầu ra tay. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt tay trên lưng khách này, dồn lực xuống, đi lên, đi ra vai, xuống tay, kéo trở lại, đi ra mông, kéo căng mông ra. Sau đấy nhá. Sau khi chúng ta đã vuốt tinh dầu xong này, chúng ta sẽ khum tay lại này. Chúng ta sẽ dùng bằng cái phần thịt của cái bàn tay của chúng ta đần lên đến giữa lưng, ngửa tay ra, thu lại, căng mông ra, khum và làm tiếp. Sau đó chúng ta sẽ dùng hai ngón tay cái nhá, đi lên, cũng đi đến giữa lưng thôi, nhả ra, đi lại. Chúng ta đi lại nhá, đẩn lên này, vuốt xuống này, đặt lên này, vuốt xuống này, đặt lên này, vuốt xuống này. Sau đó chúng ta đi bằng ngón tay nhá. Bắt đầu chúng ta đặt lên bên trên này. Bắt đầu chúng ta dùng vẫn ngón tay cái như chúng ta đi như này. Chúng ta bắt đầu mát xa bên trên. Chung không lạnh lắm nên nó không bắt. Nhưng mà sợ ở đây cho chân bọn em thì nóng. Ta sẽ đi từng bên một. Sau đó sẽ đi song song hai bên. Massage vai. Massage gáy. Cổ
nha. Massage vai này. Massage cổ gáy này. Sau đó chúng ta sẽ dò huyệt để bấm huyệt sau cổ gáy này. Chúng ta lại dùng một tay massage từng bên một. Xoa khắp lưng này. Chúng ta sẽ ấn huyệt nhá, chia làm 3 ra, 1, 2, 3. Cũng giống như lúc nãy chúng ta đứng ở dưới ấn ấy. 1, 2, 3 này, 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 1, 2, 3 này. Chúng ta sẽ dùng một bàn tay chúng ta đặt xuống lưng khách và bàn tay còn lại chúng ta sẽ đè lên tay của mình nhé. Khách hẹn họp người nhà. Khách chị ạ. Mẫu. Khách. Quay video hướng dẫn. Theo chuẩn thì làm sao cứ như thế nữa phải làm. Vâng. Khách này tí nằm mặt cho chị. khách đặc biệt. Đặc biệt. Ôi nhưng mà hình như là 1 giờ là Hiền có body đúng không? 1 giờ Hiền có body rồi. Loan đấy à đây. À thì lại loan lên. Sau đó này chúng ta đi lên này, đi ra đến vai này, đi xuống này. Sau đấy chúng ta cung tay lại nha, cung tay lại, miết từ dưới mông này, miết lên đến bên trên này, ra đến bả vai này, chúng ta gẩy lên này. Sau đó chúng ta cũng miết như thế này. Chúng ta vẩy. Vẩy cái tay chúng ta đi vẩy như thế này xuống. Khum tay lại đi ngược ra hết, gẩy như thế này, nhưng chúng ta vẫn làm nhanh hơn.
sẽ đi một nửa. Sau đó chúng ta sẽ dùng hai tay, cũng dùng vào cái phần thịt của tay của chúng ta, đưa ra kéo về, đưa ra kéo về, đưa ra kéo về, đưa ra kéo về. Chị tắm xong chưa Nhung? Càng á. Chúng ta sẽ nghiết ở bên nửa lưng bên kia. Chuyển sang bên này, chúng ta sẽ massage lưng bên này. Đầu tiên chúng ta cũng đặt tay ở đây, đi xuống, kéo căng bả vai ra, kéo căng cánh tay ra. Tay khách lên, đỡ vai khách, ấn huyệt. Tay khách ra, kết thúc bài massage lưng trên, chúng ta sẽ vuốt bàn động tác này. Thế là chúng ta đã xong phần massage lưng trên.
Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách massage trên lưng của khách. Các bạn cách đi đá nóng nhá. Trước tiên là chúng ta sẽ giải cái khăn lên như thế này. Chúng ta sẽ lấy đá. Nếu như mà đá tròn thì chúng ta sẽ phải lấy hai viên tròn giống nhau. Còn nếu đá vuông chúng ta sẽ lấy hai viên vuông giống nhau. Nên mình sẽ lấy hai viên đá tròn để vào lòng bàn tay trước. Đầu tiên chúng ta sẽ đi ở cái chỗ vai khách. Ai mà bị tắc cái dây thần kinh ấy, đi đá nóng vào cái vai này rất là thích này. Chúng ta sẽ đi nhá, đi lần lượt này, đi vai này, đi lên tận sát với chân tóc. Sau đó chúng ta sẽ đi này, đi dọc hai bên xương sống lưng, đi xuống tận bên dưới mông, đi lên, đi ở cái phần chỗ lưng này, chỗ eo này, người nào mà sinh mổ xong rất là đau. Chúng ta sẽ đi ở hai cái bên nhá, vai, xương. Ta đi nằm đá ra, miết này, đi ra đến cánh tay này, đi lên vai này, đi xuống mông này, hai viên đá đầu tiên là chúng ta sẽ để vào hai bên lòng bàn tay của khách. Tiếp theo mình sẽ lấy hai viên đá tiếp. Ở cái chỗ phần eo này của khách, ai mà sinh mổ ấy, người ta rất là đau mỏi cái chỗ này. Mình sẽ làm hai viên đá to dày này vì cái giữ nhiệt của nó rất là lâu. Lúc đầu đi chúng ta cũng vẫn đi như này. Đi ở cái vai khách, lên sát chân tóc, đi ra vai. Đi dọc hai bên sườn sống lưng.